Ồ, đây nè mọi người ơi, bà hai mới vừa làm xong chân gà hấp hành hả bà hai? Mà cái này không phải gọi, cái này không phải hấp, cái này bà hai nấu phải không bà hai? Cái này là bà không có đồ Luộc, luộc hành, hành. luộc 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 chân gà luộc hành à, nhìn hấp dẫn ghê chưa? Wow, thì đó, bây giờ là sẽ đổ ra chén và xin mời tất cả mọi người cùng xem cái video clip chân gà hấp hành này. Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì đây mọi người ơi, cái chân gà của bà hai nè, dĩa chân gà của bà hai làm chứ không phải chân gà của bà hai. Đây đây, chay hồi nãy vẫn ngọn la ó nó xin chân gà nè. Cái trường xương hả mẹ hả? Nóng. Baby, can you roll up her sleeve? Để bà sắn tay áo lên ăn nha. Rồi, sắn bên kia nữa. Đúng rồi, à mẹ. Trời ơi, coi kìa, trời ơi, ăn chân gà kìa. Trời đất ơi, ăn chân gà kìa. Đưa quyền cái cho nó cầm, chắc thấy thương lắm à. Thấy thương nhưng mà nó con sợ quá. Baby, watch out thôi, ok. Lots of bones. Coi chừng xương à. Mềm mà nó thấp xuống. Be right back. Let me get. Trời ơi mềm. Này mấy ông nhậu á. 1, 2, 3 vô. Vô thôi chứ mẹ đâu cho cái này. What's that? That's what I got. The protein bites. Remember I told you I was getting that. Yeah, I saw it. Ooh. I know everybody. Đó, chồng Ngọc anh mua cái này nè. Cái này á, ấy cha, cái bịch này bà hai là ở trong đó có hột điều, có dừa với lại sô cô la. 60 plant ingredients. Là cái này là sản phẩm này nói trên mạng nói là healthy tốt gì đó. Nên là it's got bell pepper, beet, kale, cabbage, passion fruit, lemongrass, turnip, seaweed, cinnamon. I thought it's only coconut, chocolate and cashew. No, it's got over 60 plant ingredients. Còn những cái loại khác nữa. Thì cái này thì ăn để cho có nó có protein đó mà ha. It's got almond, cashew. Thế rồi. Nha. Thế mặt nó đỏ đỏ kìa, không biết có nuốt không. She okay? No. Từ khúc á. She bite the bone. Mà hai con bà hai, cuối cùng bà hai đang người chấm muối tiêu. Oh. Show everybody. Đó, chồng mình là giờ anh ngồi ăn đó. Bà để con chút xíu muối là bà dắt canh nhiều. Anh order trên Amazon các bạn. Canh nhiều á. Chút xíu muối à. Oh, you know what? Stop giving shit this. Get the off where cái đó đó cho nó cái đó đó. Đó. Cái bánh siêu la bà hai. Đó, open that and giúp chị một. Okay. Chị để nó ăn cái này con cũng hồi đọc quá. Ừ. Đó ăn. Nó kêu giờ xúc lần vô rồi thì nó đây. Này nó mau khúc. Đừng nó mềm quá đúng không? Cô chú thấy chàng chị ăn nha, chân gà cô chú. Vỗ tay và ăn món mới nha, món này con thích hơn nè. Chân gà bự dễ sợ luôn các bạn. Chân gà rất là mập. Chân gà hấp hành. Không có hôi mùi chân gà. Ăn ngâm muối là nửa tiếng hồ. Wow, that's really good. Ngon. It's got 7 grams of protein, bà hai nấu mì, 5 grams mì, of fiber. Cắn vô cái rụt luôn đã vậy rồi. Chân gà là phải làm như vậy mới ngon con. Chứ mà nếu mà để mà mình cạp xương ngoài mà ăn ra khó. Ừ, uống nhưng mà con đâu có cạp hết đâu. Cái này. 1, 2, 3. Đúng rồi. Yo. Mình muốn hấu chú. Làm này cho mấy chú nhậu à. Nhậu. She's so silly. She just chews it up and then spits it. Cái đợt trước bà hai qua mà bà hai làm, mà đợt này là lần thứ hai là con ăn lại chân gà. Here it comes to wreck the day. Chứ ở nhà mà nhớ mà đâu có làm ta. Có chị các bạn từ chưa tới giờ. Các bạn bà hai nói là bữa giờ bà hai qua đây mà bà hai chưa có làm cái chân gà cho Ngọc ăn. Mà các bạn có nhớ cái video lúc đó con chay nó còn nằm chơi ở trên cái màu xanh xanh hồng hồng á, bà hai nhớ không? Ừ. Đó đó, vườn mùa đời đó. Cái vườn mùa đời đó đó, nó còn nằm trong đó. Bà hai nói bà hai không nhớ,
mà bà hai có làm cho Ngọc rồi, các bạn có coi các bạn nhớ đó. Ngọc còn nhớ cái lúc đó Ngọc mặc áo gì luôn. Ngọc mặc cái áo có cái hình của cái ly uống nước giống như ly Starbucks vậy á, màu trắng, tay ngắn vậy nè. Lúc đó bà hai đứng không có ăn. Lúc đó nhớ có bạn La Ngọc nữa, nói tại sao không mời bà hai ăn mà để bà hai đứng đó làm không. Rồi bà hai ngồi kế bên Ngọc ăn hả các bạn? Cái bữa đó không biết sao mà con ăn có mình con, bà không ăn. Cái bà thích cổng gà lắm. Vì bà chê cái cổng gà lắm mà chê. Một khi bà giúp mê mê cảm ơn. Không dày luộc á. Ờ cái bà chưa biết bà đó. Dày luộc à. Ngâm Hai mẹ con. Thôi mẹ mau quá ơi. Nhà có mình bê là ăn trứng gà hả? Một hộp, cái này là hai hộp trứng gà các bạn. Mua về hai hộp. Một hộp trứng gà là hình như gần 3 đồng. Đó. Gần 60 ngàn. Hai hộp trứng gà này là 120 ngàn đó. Hơn. Một dĩa là 5 đồng, dĩa. Ủa vậy hả? Dĩa 3 đồng 99, dĩa 4 đồng mấy. Phải không? Gì đâu, Ngọc nói lộn. Cái dĩa này là cỡ 230 ngàn. Ta ký một bài. Không, bà quên để ý có bao nhiêu pound đó. Nhưng mà chưa tới 1 ký mấy à. Chưa tới 1 ký hả? Ừ. Chưa tới 1 ký. Béo quá. Lâu lắm đâu ăn. Cái này bên Pháp cũng rẻ bà hả? Ừ, bị đỏ như vậy á. Dạ. Đây, 7 đồng. 7 euro. Nghe mắt hơi ngon chút xíu. Mắt hơn. I also got this. Gì nữa? Đồ chơi gì nữa đây? What else? For what? Oh, for digestion? Yeah, gut health. Chồng ngồi anh mua mấy cái đồ so mà. So everything right here that like digest your food and whatnot, this is for that. In your belly. So everybody can drink it. Yeah, take with food and then. Cái này không biết đó là cái gì mà mắc dễ sợ luôn mà. Nó là healthy mà làm từ những cái nguyên liệu tự nhiên nhất luôn á. Để uống vô nè, cái này là cho digestion, là cho cái tiêu hóa, tiêu đồ đó. Yeah. Nè, chắc bộ hai uống nhiều hơn mấy đứa. Cái này chắc bà hai uống nhiều hơn mấy đứa. Cool. How much is this bar? 35 bucks. Hộp đó 35 đô. Mà có 15 gói à. Nếu mà ngon, ok. Nếu mà 15 packets in here. Nếu mà tốt mà cũng ok, còn biết không? 15 gói. Sao nó không tốt? Hơn 700 ngàn. So it's about $2 a packet. I'll take some fish right now. Because my wife wants me to. And I love you. This is the right kind, right? Có con mèo hả? You said the darker of the orange. Trời ơi, con nó ăn kìa. Tắm rửa rồi đó như. Trời đất ơi. Rồi đó coi. Tắm rửa hay rồi lẹp á. Như quá con gái ơi. Hết đẹp rồi. Nó không có la. Bà hai cho nó cái cây đó hột đó. Đánh dớt để mẹ cho. À mẹ. Đã chưa? Con kẹo con bánh không đã chưa? Để con bà hai ăn á, con bà hai ăn hết gì nè. Hết kinh tường luôn. Vậy bà từ chối, mẹ cũng từ chối. Phá ngồi ngậm đã. Thôi mà với người ta thấy mình ăn này, người ta nói sao? Trời ơi. Rồi bây ăn cái kiểu gì kỳ vậy. Có thịt thà gì đâu mà tụi bây ăn. Sướng không. Hồi đó bạn về và luộc các bạn lấy xương. Ngồi lấy xương không chết luôn. Cái xương gì ạ?
Làm gỏi. Ồ, làm gỏi hả? Ừ, gỏi cánh gà. Trời, cái đó gỏi đó cực lắm á. Trời ơi, bà lấy xương. Tại vì nó lột ra hết rồi tới 80 quang một ký lô. Thôi cái từng quang. Dạ. Một phân. Mới qua là có tiền bạc gì đâu. Ừ. Về lột. Ở một dĩ có tầm mấy hai lần. Hả? Mà quang á, một phân á. Về lột cũng chết rồi. Hồi mới qua đi chợ xuống quê một cái xe đi chợ á. Rẻ không? Trăm bạc. Từng phân. Cái này đầy xe đủ thứ đồ ăn á. Thịt, ca, cây cây, bánh trái, tùm lum. Cho cả nhà 6 người. Hồi đó có một cái con nan hả? Mới qua mà. Giờ 100. Giờ 100 con ra con mua mấy bịch cánh hết trơn à. Tiền càng càng lên. Chà bà hai ăn thấy con nhuyễn hơn con nữa. Bà hai ngậm còn ngon sạch hơn con đó. Còn à. Bỏ nhiều cũng. Trời con đâu bỏ nhiều đâu, cũng ngậm sạch hết bà hai. Con bia hả? Con Mia đó, con Mia, mấy bạn nhớ Mia. Trời đất ơi, có con mèo kìa. Mia nó đi ăn với Ngọc á, lúc nào nó cũng nói hả, trời đất ơi, Ni sao mày chỗ nó ngồi nó ngậm của nó, bà hai là trắng luôn à. Nó ngậm là cái bà hai nhìn cái cục xương là không còn ai để ăn nữa hết. Nó nói ba mẹ tao cũng chửi tao nữa, nó trời ơi mày ngậm gì mà. Nó kể con là ba mẹ nó ba từ nó đi ăn điểm sắm với ba mẹ nó. Cái nó ngậm xương, cái ba mẹ nó nói trời mày ngậm vậy á, lỡ mà con chó có con chó đứng đó cũng phải cho nó ăn chứ mày ngậm gì. Mày ngậm vậy rồi còn thịt đâu cho chó ăn. Trời ơi, nó ngồi nó ngậm mà ủa đó coi dâu bà hai vậy vậy đó, nó không mang cái này nhưng mà xương nướng hay là gì á. Trời ơi chứ ngậm nó cắn tươi cái xương luôn à. Không như gà thấm đỡ rồi hết ngọt cây mặn hết mặn cây ngọt ngon. Cái này ngon hơn cái kia phải không? Cái này ngon hơn cái kia phải không? Cái này ngon hơn chua không trời? Ngon chân gà nó ngon chua chứ. Có kìa. Thương quá kìa mà có chân á. Phải cho gần gần lại cho cô chú thấy chàng. Đất. Trời ơi. Không phải đi đổ cái dĩa xương này chứ nhìn để dĩa xương này lên trên tivi nhìn mắc cỡ quá. Rồi, nãy giờ cô chú nói gì sao? Để mấy ngồi giúp nè. Excuse me. Mà, vô cái tâm mặt kìa. Con chừng cái cục mẹ. Hả? Kìa, bà nói cái cậu cái mắt mà của nó. Nè, ngắm này nè. Có mắt không? Có mắt chưa? Chưa. Đã giả thiệt nữa. Hả? Rất là đã. Các này từng nào cũng mua về ăn quá. Mà ăn này không ăn này với cao máu á. Máu có mỡ á. Ăn này á, ăn cái máu có mỡ không phải vậy à? Mỡ. Nè mình cho trắng nè. Nè chả mẹ rồi dục xương nha. Xương là dục nha. Rồi hết chưa. Cái xương ta là dục nha. Đừng có nuốt nha. Thả đi con. Cái này mày cho trắng này nè. Ngay khúc này nè, cắn vô. Ồ, đã chưa? Cắn vô. Đã chưa? Cắn thôi. Coi chừng cái này nó. Cái này nó nát nát ra nha. Trời ơi, phải coi chừng đủ thứ nhỏ. Làm này đi, làm lần hai cái vậy thôi.
Đã quá, thì phái quá. Sương là nhả ra nha con nha. Hả? Không được. Chịu hết nổi. Phải cho nó ăn nó mới im. Chịu hết nổi rồi coi kìa. Ngon không? Coi kìa, coi em nhai được cái gì. Được mẹ, nhả ra. Sương là nhả ra nha. Nè, đó. Nhả ra đây. Nhả ra. Ủa mẹ em. Trời ơi, con nhìn nhìn ba con chắc chắn đừng chọc tức á. Đừng chọc tức tụi á. Thấy không? Cái này nhà ba để chút xíu muối à, còn nhiều canh không? Nói rồi. Trời lạnh 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 ngồi trong đây. Ngoài trời là Mỹ, trong nhà Việt Nam. Anh Bảo á, hồi bữa anh làm cái clip gì mà anh chiên cái chân gà lên rồi. Dạ. Nhưng mà con nhìn thấy cứng quá. Cứng tại vì là thấy anh chiên lên được cái anh làm giống như bà nấu với. Dạ, dạ. Vô 1 2 3 vô. À, con thấy con nhìn con thấy cứng quá. Dạ. Vô. Rồi không ăn nữa, nghỉ. Thì mẹ cho cắn miếng nè. Cắn miếng ngay cục à, cắn vô. Thắng vô. Bấm mắt đi, bấm mắt đi. Tập vậy cho lớn mới ăn chân gà luôn. Chứ còn lớn lớn mình ngồi mình ăn chân gà, cái nó nói trời mẹ ăn gì ghê quá là tao đập cho á. Hay chưa? Mẹ ăn là toàn đồ ngon thôi chứ gì mẹ không ăn đồ ghê nghe không? Rồi mắm cũng vậy. Mà mốt cũng phải biết ăn mắm này cho nha. Đứa mẹ mà nấu mắm mà mẹ làm cái gì hay bà ngoại làm cái gì mà có mắm mà nói trời ơi hôi quá thú là mày đập chết. Chứ mấy thằng Tây mấy thằng Mỹ sao nó cũng ăn mắm từ nhỏ đến lớn nó có ăn gì đâu. Cái đi bà. Thằng rể của bà làm mắm chưng ăn như điên luôn. À. Ừ. Dâu cũng vậy. Có mấy đứa sinh ra Mỹ, Việt Nam sinh ra Mỹ nó đâu có ăn đâu mày. Ừ. Thì theo đứa như con cũng ăn. Con của cậu rất đừng có hầm không thích nói tiếng Việt mà không thích ăn đồ Việt luôn. Con làm thì ok, con Sophie ok. Thôi 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 vậy. Ngon lắm ơi. Nói gì vậy? Chay nói là chân gà là vĩnh viễn. Ừ. Ăn cái này xong chút bữa tay cũng đã luôn. Rồi, mình ăn cho mẹ. Rồi, mẹ cảm ơn cây nha. Em nào ba nó đi tắm cho nửa sờ nó cho nó vô tắm ké thêm lần nữa đi. Nhiều quá. Ba lắm rồi. Ba nó giờ ra ngồi tắm cho nó. Đây à, đâu rồi cô? Cô, lấy giùm con cái đồ đũa rồi cô. Đây có, đây nè, nè, đủ nè, đủ nè. Mặt dính kìa, mặt u dính kìa ơi. Bao chịu không nổi. Trời ơi, con mà hai ăn. Wow. Xin lỗi chịu không nổi luôn á. Phải để miếng đường nó thơm. Bác gái có thích ăn chân gà không ta? Mấy năm trời con ở với bác gái con chưa ăn cánh chân gà luôn bay. À, mấy năm trời con ở với thím ở bên kia cô thím không, không ăn luôn á. Nhưng mà bà làm cái chân gà kia thím ăn. Chân gà kia bằng gì? Điểm sống bằng luôn. Dạ, chân gà ăn sống. Bằng tay dính vô hết nhau các bạn ơi.
càng dính càng ngon. Mềm quá nó ra cái dừa. Dạ. Mềm quá nó ra cái dừa. Dạ. Cho ngồi, cho ngồi đây, cho mẹ ngồi. À, ăn thẳng chút đi. Tiểu không nổi. Để Ngọc Hải kể cho mọi người nghe, con chay mà mỗi lần để camera trước mặt nó, cái nó làm gì nè. Làm đi chay. Làm sao? Không có để camera trước mặt nó, nên nó không làm. Ngon quá. Không, mong bốc chân gà phải làm như vậy. Hồi nãy nấu á mà bà cháu ngồi nói chuyện quá cái nó chích cha rồi. Hồi nãy giờ lửa vẫn còn để. Chút nữa sợ chân gà gục luôn rồi. Mà không, về mới ngon. Không, đâu có bị mặn đâu bà ha. Đà sợ mặn mới làm cái gì. Tính nó chua chua ngon. Không, mà không thích. Không có ngán. Tính chua chua không thích sợ. Chua. Bởi ai chua vẫn cho mặn. Chanh nhiều chút xíu muối à. Chua mà cũng không quá. Đã thiệt, ăn nhận đã thiệt. Mày ngắt lên hai dưa chứ. Không, bà hai ăn này xong một chút ăn cơm nữa không? Chắc không biết à. Con ăn nổi không? Nổi. Tại ăn chơi gì đâu phải ăn. Thấy ăn cho chậm con ăn. À. Chỉ có ăn cái này hết kìa. Thôi, ăn xong cái này đi, dừng lại. 22 phút rồi kìa. Hả? Xong. Đây, 10 bằng 10 ngón tay sau khi ăn một mớ chân gà. Bà hai nói cái này 100 cái không? Chắc đẹp quá. 100 cái chân gà đó. Hát gì hát dữ vậy? Oops. Đây nè. Tình yêu của anh đã khiến con tim của em siết bao rung động. Tới con, tới con. Ôi tới mẹ, tới mẹ. Làm con tim anh thôi hết xa bằng. Lòng anh trào dâng khát khao. Tới con, tới con. Thôi, được rồi. Chiếm quá nhiều thời gian của cô chú. Hai mẹ con lên sống chiếm quá nhiều thời gian rồi. Rồi có miệng có môi ngọt bóng lưỡng không? Bóng y như là xài sống bóng vậy đó. Đây cô chú coi gần gần chay nè. Hai, đây nè kể cho cô chú nghe. Mỗi lần mà để camera trước mặt chay. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip mà Ngọc với bà Hai với chay ăn chiên gà nha. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho cái kênh YouTube của gia đình Ngọc. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã lúc nào cũng quan tâm theo dõi và đón xem video của gia đình Ngọc hàng ngày. Chào tạm biệt tất cả mọi người và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye. Bye bye đi con.